đổi, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những đòi hỏi khách quan, bảo đảm cho quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Sức mạnh của quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến. Trong đó, con người là nhân tố quyết định. Ở quân chủng phòng không không quân, việc tập trung xây dựng con người và vũ khí trang bị hài hòa là một trong những nhiệm vụ then chốt để tiến thẳng lên hiện đại. Nhân tố con người trực tiếp là nguồn nhân lực chất lượng cao đang ngày càng được bồi dưỡng và nhân lên, đặc biệt là ở ngành kỹ thuật phòng không không quân. Thưa quý khán giả, ngay phía sau tôi chính là khu công nghệ cao của nhà máy Z119, nơi các tiến sĩ ngành radar đang tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo chế tạo ra những sản phẩm radar thế hệ mới có thể sánh kịp với các nước có nền khoa học tiên tiến hiện đại trên thế giới. Không phải nhập ngoại thiết bị, chủ yếu tập trung phát huy nội lực, nhà máy Z119 đã từng bước làm chủ được công nghệ và khẳng định năng lực số 1 của mình ở Việt Nam trong sửa chữa các sản phẩm radar từ đơn giản đến phức tạp. Đây là một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu chế tạo ra bộ xử lý tín hiệu radar 36G6, một sản phẩm radar thế hệ mới đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao của quân chủng phòng không không quân trong giai đoạn mới. Trong những năm qua thì chúng tôi đã tập trung về nghiên cứu và sản xuất vật tư kỹ thuật không phải nhập ngoại mà chúng ta vẫn đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bằng cái nguồn nội lực của nhà máy kết hợp với những các cái trung tâm nghiên cứu và các viện. Về vấn đề công nghệ của nhà máy cũng đã được từng bước được nâng lên qua các cái đề án cũng như dự án, đặc biệt là vấn đề tự đảm bảo về vũ khí trang thiết bị cũng như là vật tư trang thiết bị theo cái nghị quyết, thì chúng tôi đã tập trung nghiên cứu và sản xuất được rất nhiều cái vật tư trang bị cho các đơn vị đảm bảo kỹ thuật vũ khí trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu cao trong quân chủng. Riêng nhà máy Z119 thì trong những năm qua có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà nổi trội lên là cái sáng kiến cải tiến bộ xử lý tín hiệu radar 36D6. Cái bộ radar 36D6 này thì là nhập về nước Việt Nam chúng ta là từ năm 2010 do Ukraine cung cấp. Thì trong quá trình chiến đấu thì cũng hỏng hóc rất nhiều, đặc biệt là cái phần về công nghệ thông tin và máy tính xử lý dữ liệu radar. Thì chúng tôi đã tập trung nghiên cứu cái đề tài là nghiên cứu cải tiến bộ xử lý tín hiệu radar đã được thành công và đã được giải nhất tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2018. Về nhân sự thì là ba anh em gọi là trong nhóm đề tài thôi. Thì ngoài ba anh em chính ra thì là hầu hết tất cả toàn bộ kỹ sư, rồi từ trên ban giám đốc các chú, rồi các anh, các đồng chí trong trưởng phòng, rồi quản đốc, phó quản đốc, tất cả những anh em về kỹ sư hay thạc sĩ là đều tham gia bắt tay để cùng chung làm sao là để làm chủ cái để sản xuất ra cái máy tính đó và thay thế cho cái máy tính cũ của đài. Thực tế ra để mà triển khai cái nội dung đấy thì nó cũng mất rất nhiều thời gian, từ cuối năm 2015 thì cũng đã bắt đầu nghiên cứu rồi, thì là đến đầu năm 2018 hơn 2 năm cái sản phẩm được nghiệm thu và đến bây giờ là được trang bị là hệ thống đã hoạt động ổn định. Để có được sản phẩm thế hệ mới đáp ứng kịp thời với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, thì những thành viên trong tổ sáng tạo vốn phải là những con người có trình độ chuyên môn cao, có tư duy tốt, nhạy bén, nắm bắt các công nghệ thay đổi từng ngày trên thế giới.
phải là bây giờ mới nghiên cứu, mà là chúng tôi nghiên cứu ngay từ cái thời điểm là bắt đầu bước chân vào ngôi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Khi mà đã xác định mình là kỹ sư là chúng tôi đã phải nghiên cứu rồi. Chứ khi bây giờ ra trường công tác thì là chúng tôi cũng thường xuyên nghiên cứu về những cái trang bị hiện đại trên thế giới. Để qua đó thì để thông qua những cái nghiên cứu đó thì chúng tôi cũng rất là biết thêm được là trên thế giới hiện tại bây giờ ngành radar nó phát triển như thế nào, rồi các công nghệ tiên tiến trên thế giới nó phát triển ra làm sao. Thì qua đó là những cái gì, qua đó là những cái mà chúng tôi thu thập được thì là những cái nội dung mà chúng tôi có thể chắt lọc mà áp dụng được vào trong thực tế, trong quá trình sửa chữa và sản xuất ở nhà máy. Hiện tại như bây giờ là như Việt Nam mình là cái cũng đã có lại radar, là ví dụ như đài LM chẳng hạn. Ký hiệu LM thì cũng khả năng phát hiện cũng rất là xa đấy. Và chúng tôi thì cũng hiện tại bây giờ là cũng đang dần tiếp cận để làm chủ công nghệ cho cái để bảo đảm kỹ thuật cho cái đài radar LM này. Cái nội dung mà cải tiến này thì nó tiết kiệm ngân sách của đất nước cũng như là tiết kiệm ngân sách của quân đội. Chúng tôi sản xuất ra một cái bộ đài như vậy ấy, thì nó chỉ giá của nó chỉ bằng khoảng 1/3 cái giá nhập ngoại. Cái vấn đề thành công của cái này chính là ở cái nội lực, chứ vấn đề chuyển giao công nghệ, vấn đề tài liệu công nghệ chỉ là một phần. Còn vấn đề chốt yếu là con người. Với sự cố gắng của nhà máy và sự quan tâm tạo điều kiện của các thủ trưởng cấp trên, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là chỗ ngành radar quân chủng phòng không quân. Trong các phân xưởng của nhà máy Z119 luôn đầy ắp công việc. Và đây là đài P18 thế hệ cũ. Trong quá trình sử dụng tại một số đơn vị chiến đấu đã phát sinh những lỗi hỏng hóc, được đưa về nhà máy Z119. Sau khi tiếp nhận khí tài, lãnh đạo nhà máy đã trực tiếp chỉ đạo điều hành anh em từ khâu nghiên cứu chế tạo cho đến kiểm tra chi tiết tại phân xưởng sản xuất. Yêu cầu tiên quyết đưa ra đó là tất cả các bộ phận đều tập trung cao độ tinh thần đổi mới tư duy sáng tạo, đồng thời phát huy cao nhất nội lực của nhà máy. 40 đài radar P18M ra đời, có công nghệ tiên tiến vượt trội, đáp ứng yêu cầu chiến đấu cao của các đơn vị trong quân chủng. Hiện nay, Z119 đang khai thác tốt trang thiết bị dự án, đầu tư công nghệ sửa chữa radar thế hệ mới giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để sửa chữa cục bộ đài radar thế hệ mới 55J6, 1L133, Casta 2E2, 36J6, Conchuga, sản xuất, sửa chữa, chế thử một số chủng loại module, khối, mảng mạch điện tử số. Tương tự, số của đầu radar thế hệ mới 55J6, 1L133, Casta 2E2, 36J6, Conchuga. Trong năm 2023, nhà máy có 25 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhà máy chủ động, tích cực, bám nắm cơ quan cấp trên, hoàn thiện các thủ tục xin mở mới một số đề tài nghiên cứu khoa học các năm tiếp theo, như đề xuất mở mới một dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sửa chữa đài radar LM2288R và LM2084AD, nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống radar thời tiết phục vụ quan trắc khí tượng tại các sân bay quân sự và hỗ trợ cung cấp thông tin cho lực lượng pháo binh, nghiên cứu chế tạo khối máy thu siêu ngoại sai RPC-VN cho đài radar Conchuga. Tiếp tục đề xuất với cơ quan cấp trên lập kế hoạch chi tiết nghiên cứu thực hiện việc cải tiến đài radar L-18 tại các đơn vị biển đảo thành đài radar P-18M phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Trước sự thay đổi không ngừng của công nghệ, đòi hỏi việc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ phải song hành để bắt kịp với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư nghiên cứu luôn quán triệt điều này và quyết tâm đoàn kết, nhất trí, xây dựng nhà máy lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vâng, thưa đồng chí, hiện nay thì ngành kỹ thuật quân chủng đang có những bước tiến mới như thế nào để góp phần đưa quân chủng tiến thẳng lên hiện đại? Vâng, trong thời gian vừa đây, gần đây thì ngành quân chủng đã xác định một số các cái nhiệm vụ trọng tâm để coi như là triển khai các mặt công tác kỹ thuật đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
Cái thứ nhất là chúng tôi coi như là xác định là đẩy nhanh, thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các cái dự án đầu tư công nghệ tại các nhà máy. Cái việc thực hiện có hiệu quả các dự án này sẽ góp phần coi như là nâng cao cái chất lượng, khả năng khai thác khí tài ở đơn vị. Cái thứ hai là chúng tôi tích cực phối hợp, hiệp đồng, cộng tác với các trung tâm nghiên cứu, các cái cơ sở công nghiệp trong và ngoài quân đội trong cái việc tổ chức coi như là nghiên cứu, sửa chữa, khai thác có hiệu quả vũ khí khí tài. Cái thứ ba là chúng tôi phát huy nội lực trong cái việc khai thác ở đơn vị trong các cái công tác nghiên cứu, các cái giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao cái chất lượng công tác sửa chữa, công tác bảo đảm kỹ thuật ở đơn vị. Với các cái giải pháp đồng bộ như trên thì trong thời gian vừa qua thì ngành kỹ thuật của quân chủng đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi. Chúng tôi đã có hơn 100 các cái đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó thì có 6 đề tài cấp nhà nước và 22 đề tài cấp Bộ Quốc phòng cũng đã và đang được triển khai. Trong cái điều kiện mà ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới hết sức phức tạp, ảnh hưởng của các cuộc xung đột trên thế giới thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác coi như là mua sắm vật tư khí tài chuyên dụng quý hiếm của quân chủng, cũng như là gửi các cái trang thiết bị của quân chủng đi sửa chữa đến nước ngoài. Thì chúng tôi cũng đã tích cực coi như là trong cái việc coi như là tìm coi như là đối tác nguồn hàng mới, rồi đặc biệt là phát huy nội lực trong nước trong cái việc tổ chức sửa chữa, đã sản xuất được hàng trăm các chủng loại vật tư, trong đó có rất nhiều loại chủng loại vật tư mà quý hiếm để bảo đảm cho cái việc mà thay thế coi như là các cái vũ khí trang bị bị hỏng hóc. Rồi trong công tác đầu tư công nghệ thì các nhà máy cũng đã phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chế tạo thiết kế các cái bàn máy kiểm tra, đẩy nhanh các cái tiến độ các dự án và nâng cao cái năng lực coi như là sửa chữa sản xuất các cái trang bị khí tài mới được trang bị, và cái này cũng góp phần để bảo đảm cái hệ số sẵn sàng chiến đấu vũ khí tại các đơn vị. Có thể nói rằng là một trong các cái thành tựu mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đạt được trong thời gian qua đó là cái phát huy nội lực, phát huy nội lực của ngành, của quân chủng trong cái việc bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tôi đang có mặt tại nhà máy A31 Quân chủng Phòng không Không quân, đơn vị được mệnh danh là nơi làm hồi sinh khí tài. Ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về đơn vị này nhé. Nhà máy A31 khám bệnh cho đủ loại tên lửa phòng không, từ tổ hợp tên lửa Petora S-125M hay Volga S-75M3 và nhiều chủng loại khác. Sau khi những trang bị vũ khí tên lửa phòng không được sử dụng một thời gian ở các đơn vị chiến đấu, sẽ cần phải duy tu bảo dưỡng và thậm chí phải sửa chữa, thì nhà máy A31 chính là tuyến cuối tiếp nhận để bắt bệnh và chữa bệnh cho tổ hợp tên lửa đó. Kết quả của việc chữa bệnh sẽ quyết định đến kết quả bắn của cả tổ hợp. Do vậy, những sáng tạo trong ngành kỹ thuật phòng không vô cùng quý giá. Nhóm kỹ sư trẻ nghiên cứu công nghệ sửa chữa hệ thống tên lửa thế hệ mới. Đối với họ, làm chủ khí tài chính là mục tiêu quan trọng nhất để hướng tới. Làm sao để kết quả nghiên cứu biến thành sản phẩm cụ thể, phục vụ thiết thực khi có hỏng hóc xảy ra ở các khí tài. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà máy. Thì trong những năm gần đây thì là phong trào này luôn là một cái phong trào xuyên suốt rộng khắp trong toàn đảng bộ và các cơ quan phân xưởng trong nhà máy. Thì chúng tôi trong những năm gần đây thì cũng có rất nhiều cái đề tài sáng kiến phát huy cái tác dụng góp phần nâng cao trình độ công nghệ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà máy. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi luôn luôn tự nhủ từ đảng ủy, ban giám đốc cho đến cán bộ phòng ban ấy, thì ngoài cái việc quản lý chỉ huy điều hành ra thì chúng tôi còn phải thực sự là người anh, người đồng chí, người đồng hành cùng với đồng chí trong những cái nhiệm vụ nghiên cứu học rất khó khăn. Từ năm 2020 thì nhà máy được giao nhiệm vụ sửa chữa bộ khí tài M52TM, sửa chữa sơ bộ tại nhà máy. Và tuy nhiên thì bộ khí tài thì trong quá trình tiếp nhận và sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì khí tài thì
không được Belarus bàn giao công nghệ sửa chữa. Nên là trong điều kiện khó khăn, nhà máy, đảng ủy ban đốc nhà máy thì cũng luôn có những cơ chế để khuyến khích động viên đội ngũ kỹ sư, nhất là kỹ sư trẻ để nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Chúng tôi đã tự nghiên cứu, tự sản xuất được, đó là thiết bị kiểm tra tham số các cái máy thu của hệ thống của đài điều khiển tên lửa S-125-2TM. Đối với sản phẩm này thì chúng tôi từ cái thực tế nhu cầu của đơn vị chiến đấu, là khi mà khí tài của họ xảy ra các hỏng hóc mà quá trình sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Do đó từ yêu cầu như thế thì chúng tôi đã nghiên cứu thành công thiết bị để phục vụ công tác đảm bảo kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu. Đến hiện tại thì sản phẩm đã đi vào hoạt động và đã được triển khai hoạt động rất là hiệu quả. Cái mức độ công nghệ hiện đại của các cái đề tài sáng kiến của nhà máy thì tuy là so với thế giới thì nó cũng chưa phải là vượt trội, nhưng mà nó lại mang cái ý nghĩa rất lớn là phát huy được cái nội lực của chính lực lượng kỹ thuật tại chỗ, đặc biệt quan trọng. Vì các như đồng chí đã biết thì phát huy nội lực thì nó rất là quan trọng đối với tất cả mọi ngành, mọi nghề và mọi quốc gia. Tuy nhiên trong lĩnh vực quân sự thì phát huy nội lực nó có yếu tố quyết định. Thưa quý vị, những hệ thống tên lửa mà các đơn vị chiến đấu đang sử dụng hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài, chúng ta không sản xuất ra. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở đây, đó là bộ đội ngành kỹ thuật của chúng ta hoàn toàn làm chủ và có thể sửa chữa những hỏng hóc của loại vũ khí này. Thậm chí, có những bệnh lạ mới xuất hiện mà ngay cả chuyên gia ở những đất nước sản xuất ra vũ khí này đều hoàn toàn bất ngờ. Nhưng những người lính thợ ở đây đã làm chủ và xử lý triệt để. Chúng ta cùng đi vào tòa nhà công nghệ cao để gặp gỡ những con người với những bộ óc thông minh, bắt bệnh chính xác và xử lý kịp thời những hỏng hóc của hệ thống tên lửa thế hệ mới. Đây là nơi các kỹ sư được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Họ thực hiện công việc nghiên cứu sáng chế ra các sản phẩm mạch, mô đun và các trang thiết bị giá thử, phục vụ sửa chữa khi có hỏng hóc xảy ra ở hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới. Nếu như trước kia, khi hãng bản giao khí tài, các chuyên gia tới Việt Nam chỉ phổ biến cách sử dụng, chứ không chia sẻ nhiều về hệ thống kỹ thuật bên trong khí tài. Do đó, để làm chủ hệ thống tên lửa thế hệ mới, nhà máy đã tổ chức tự nghiên cứu, mổ xẻ. Các kỹ sư ở nhà máy, mỗi người đảm nhiệm mỗi khâu, đoàn kết thống nhất thi đua về đích. Thành công nhất đó là, từ năm 2019, nhà máy đã trực tiếp bảo đảm kỹ thuật cho khí tài tham gia bắn đạn thật. Đây là một thành công rất lớn, bởi trước đó, ở mỗi đợt khí tài tên lửa thế hệ mới tham gia bắn đạn thật, thì luôn phải mời các chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng đến nay, đội ngũ cán bộ của nhà máy A31 đã hoàn toàn làm chủ được việc đó. Vâng, thưa quý khán giả, những giá trị vô cùng to lớn trong những sáng tạo ở nhà máy A31 đó chính là các kỹ sư ở đây đã tự nghiên cứu sản xuất ra những thiết bị thay thế cho những chi tiết lỗi hỏng của hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới. Và điều này đã tiết kiệm cho nhà nước nhiều tỷ đồng. Vâng, thưa đồng chí, theo các chuyên gia nước ngoài đánh giá thì tên lửa chính là một trong bốn ngành kỹ thuật khó nhất. Vậy thì các đồng chí đã phải nỗ lực sáng tạo và tìm tòi như thế nào trong công việc của mình để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới? Vâng, báo cáo đồng chí là khí tài tên lửa S-125-2TM là thế hệ tên lửa phòng không thế hệ mới, được các chuyên gia Belarus cải tiến từ những năm 2010 và biên chế sử dụng tại các đơn vị. Thì qua hơn 10 năm sử dụng, khí tài cơ bản là xuống cấp. Khi vào nhà máy sửa chữa thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về phần nhân lực, tài liệu và linh kiện. Đấy, thì chúng tôi cũng đã nỗ lực tìm tòi bằng các biện pháp kỹ thuật là thay thế tương đương các cái linh kiện. Với cái truyền thống bề dày lịch sử của nhà máy là gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, thì lớp lớp các kỹ sư, người thợ giàu kinh nghiệm đi trước, thì chúng tôi có một cái truyền thống là đoàn kết, truyền thụ kinh nghiệm từ thế hệ nọ đến thế hệ kia. Đặc biệt là bây giờ cái thế hệ kỹ sư trẻ thì được học hỏi về mảng công nghệ mới. Đấy, thì anh em cũng ngày đêm nghiên cứu để tìm ra các cái giải pháp thay thế cho các cái chi tiết, đặc biệt là các cái mô đun bảng mạch có trên khí tài thời điểm hiện tại. Thì cơ bản một số các cái vật tư, linh kiện và đặc biệt là mô đun thì chúng tôi đã có thể làm chủ được sản xuất tại trong nước và đáp ứng được tính sẵn sàng chiến đấu của khí tài khi triển khai tại đơn vị.
Vậy thì cái câu chuyện bắt bệnh lạ của tên lửa S-125-2TM diễn ra như thế nào ạ? Khí tài S-125-2TM khi về vào sửa chữa tại phân xưởng chúng tôi thì được tháo dỡ chi tiết từng bộ phận đến các bộ phận để sửa chữa. Sau đó là hiệu chỉnh cục bộ các hệ và sau đó thì tổng lắp và tổng hiệu chỉnh. Thì vì vậy các cái tham số mà khi so với cái tính sẵn sàng chiến đấu và so với cái tiêu chuẩn của khí tài là nó cũng quá sai lệch, chúng tôi phải hiệu chỉnh lại. Thậm chí có những tham số là còn sai do cái linh kiện hỏng hoặc mạch hỏng. Thế thì bằng cái sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của phân xưởng thì chúng tôi dùng các cái bài toán là phép thử tương đương hoặc bằng các cái suy luận mà dùng bằng các cái kiến thức đã học được trong trường. Thế thì cộng với sự nỗ lực của anh em kỹ sư kỹ thuật viên trong phân xưởng thì cơ bản các bài toán là chúng tôi cũng giải quyết được. Đến thời điểm này có thể khẳng định là cũng làm chủ được một số các nội dung của khí tài S-125-2TM. Yếu tố con người, hay nói cụ thể hơn đó là nguồn nhân lực chất lượng cao đang được quân chủng quan tâm ra sao ạ? Chúng tôi vẫn cho rằng là cái để mà tạo nên một giá trị, một nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành kỹ thuật thì ngoài các yếu tố về coi như là kiến thức nền được đào tạo trong các nhà trường, được tích lũy bởi cá nhân bản thân thì rõ ràng ở đây là cái ý thức trách nhiệm đối với công việc thì đóng vai trò hết sức quan trọng. Thì để đạt được cái việc đó thì chúng tôi cho rằng là cái đầu tiên là cái việc là phải thu hút nguồn nhân lực đầu vào có chất lượng. Thì chúng tôi cũng thường xuyên và vẫn tiếp tục tham mưu đề xuất với Đảng ủy chỉ huy các cấp, Quân ủy Trung ương Quốc phòng có những chính sách đãi ngộ phù hợp để làm sao thu hút được cái nguồn nhân lực có chất lượng từ đầu vào. Ngoài các cái quy định chính sách của quân đội, ví dụ như những đồng chí mà có thành tích thì sẽ được đề nghị khen thưởng tùy vào mức độ. Thì đối với các cái chỉ huy, lãnh đạo chỉ huy các cấp ngành kỹ thuật cũng đã tạo một cơ chế là hết sức là thuận lợi cho cái việc từ cái việc bố trí ngân sách rồi môi trường làm việc cho các đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhân viên kỹ thuật có thể là phát huy cái năng lực trong việc nghiên cứu các cái đề tài, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những nhân tố mới có khả năng phát huy sáng kiến sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật đang được quân chủng đầu tư và quan tâm như thế nào, thưa đồng chí? Rõ ràng là với vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại như hiện nay để khai thác có hiệu quả thì đòi hỏi là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao và cái vai trò của họ là hết sức quan trọng trong quá trình coi như là tổ chức thực hiện các cái nội dung công tác kỹ thuật. Để mà phát huy được cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái việc tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ, mà cái đầu tiên là để người ta phát huy được cái năng lực người ta trong cái công việc người ta được giao, thì cái việc mà tạo một cái môi trường công tác để từng cá nhân một coi như là có cơ hội, có điều kiện để nghiên cứu, tìm tòi và coi như là khẳng định được mình với các ý tưởng, với các sáng kiến, và phải có những sự động viên kịp thời với những nỗ lực kết quả, kể cả những kết quả bước đầu của anh em. Và cách đây hơn một tháng thì coi như là chúng tôi cũng đã tổ chức bắn nghiệm thu đề tài cấp nhà nước về chế tạo mục tiêu bay nhiên liệu rắn có tốc độ đến 200 m/s. Do phòng tên lửa của cục kỹ thuật là cơ quan làm chủ trì cái đề tài này, thì có thể nói là cái thành công của đề tài này nó thể hiện cái đầu tiên là cái tinh thần nỗ lực, cố gắng, đam mê với nghề nghiệp của cán bộ chiến sĩ ngành tên lửa. Cái thứ hai nó thể hiện là cái công tác tổ chức phối hợp, hiệp đồng cộng tác coi như là hết sức chặt chẽ giữa cơ quan cục kỹ thuật và các trung tâm nghiên cứu, các đơn vị nhà máy sản xuất trong cái việc tổ chức cái thực hiện cái đề tài, và cái sự coi như là quan tâm, tạo điều kiện, động viên kịp thời và cũng là tạo cơ chế của lãnh đạo chỉ huy các cấp và trực tiếp ở đây là lãnh đạo chỉ huy quân chủng.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình Sự kiện Góc nhìn của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vũ khí công nghệ ngày càng phát triển và đổi mới nhanh chóng. Các tổ hợp tên lửa ngày càng hiện đại. Do đó, đáp ứng với yêu cầu mới, cần phải có một nguồn nhân lực chất lượng song hành với từng bước phát triển ấy. Bởi không đi trước đón đầu, không chuẩn bị từ sớm, thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Những cá nhân ưu tú của Phòng Không Không Quân cần phải tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo và được nhân lên. Có như thế, nội lực của chúng ta mới được phát huy và vững chắc. Tiến thẳng lên hiện đại, một yêu cầu khách quan và cấp bách cần phải đạt được đối với quân chủng Phòng Không Không Quân. Để phục vụ cho mục tiêu ấy, đòi hỏi sự nỗ lực chung của từng cá nhân trong toàn quân chủng. Trong đó, những nhân lực sáng tạo, những bộ óc thông minh sẽ là những nhân tố then chốt để mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại sớm cán đích.